Xin chào quý vị và các bạn. Nhà đất Mạnh Hưng chuyên trang review những căn nhà cần bán khu vực Tây Sài Gòn. Kính chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay thì nhà đất Mạnh Hưng sẽ có mặt ở xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An, gần ngã ba Mỹ Hạnh và cách cầu lớn khoảng tầm 2,5 km, gần khu đô thị Phú An City, gần khu công nghiệp Xuyên Á. Để chia sẻ đến quý vị và các bạn một căn nhà phố nha. Một căn nhà phố với diện tích ngang 5, dài 20, đúc một trệt, một lầu và 4 phòng ngủ. Có giá bán là 2,2 tỷ, còn bớt lọc nha quý vị và các bạn. Đây là một trong những mẫu nhà được thiết kế rất là hiện đại nha. Và đây quý vị và các bạn quan sát con đường trước nha. Con đường bê tông khoảng 5 mét nha. Từ đây thì ra tỉnh lộ 9 cách chừng khoảng 20 mét thôi nha quý vị và các bạn. Trước nhà của chúng ta thì được bố trí lốp cửa sắt này, sắt 4 cánh rất là chắc chắn, và bên trong là sân xe hơi nha. Cái nhà có giá rất là rẻ. Sổ hồng đất thổ cư và giá chỉ có 2,2 tỷ thôi. Nếu quý vị và các bạn muốn sở hữu một căn nhà phố giá rẻ cách trung tâm Sài Gòn khoảng tầm 10 km thì đây là một lựa chọn hợp lý nha quý cô chú, anh chị. Kính mời anh chị và các bạn vào tham quan bên trong căn nhà. Một căn nhà rất là rộng rãi, thiết kế ngang 5, dài 20. Đây là phòng khách của căn nhà. Phía bên tay phải thì được bố trí những bức tranh hoa sen và quần ngư tụ hội. Bên tay trái thì anh chủ nhà đã set up cho mình sẵn nội thất nha, bao gồm kệ sách và kệ đỡ tivi nha. Cầu thang thì được bố trí bên tay trái của phòng khách. Và ở đây có những lam trang trí rất là đẹp nha quý anh chị. Và tiến xuống, đây là phòng bếp của căn nhà mình. Tủ bếp gỗ An Cường và trần thạch cao, đèn led cách điệu rất là đẹp. Xung quanh thì anh chủ nhà đã được ốp nhựa da gỗ Hàn Quốc lên khoảng 1 mét nha quý anh chị. Đây là một trong những căn nhà có giá rất là rẻ. Anh chị và các bạn quan tâm đến căn nhà này, alo ngay cho nhà đất Mạnh Hưng theo hai số hotline hiện trên màn hình để được nhà đất Mạnh Hưng dẫn đi xem miễn phí và lựa chọn được căn nhà ưng ý nhất cho mình nha. Và đây phía sau thì chúng ta được bố trí một phòng ngủ nha, phòng ngủ cho có người già và trẻ em rất là thuận tiện. Phía sau cùng là một khoảng giếng trời lấy gió lấy sáng và tạo sự thông thoáng cho căn nhà của mình. Đây mời anh chị và các bạn cùng ngắm lại ngược lại căn nhà nha. Rồi đây là tầng trệt, và bây giờ thì mời quý anh chị và các bạn lên tham quan tầng 1 của căn nhà nha. Cầu thang thì được anh chủ nhà bố trí bên tay trái rất là thuận tiện và tạo cái sự rộng rãi cho căn nhà nha. Đây chúng ta được bố trí một phòng thờ ở đây. Ở đây thì có một bức tranh lối lên cầu thang rất là đẹp về hoa mặt trời này. Phía trước đây thì anh tạo cái bông trồng cây nha. Bên đây thì có một căn phòng ngủ. Phòng ngủ với số 2 này. Và trước là phòng thờ nhé. Và đây thì có một cái led được bố trí ở bên ngoài nha.
tiếp đây là một phòng ngủ nữa nha quý anh chị. Nhà của chúng ta có 3 phòng ngủ, một phòng thờ và đây. Lối lên tầng trên có bồn nước và trồng rau. Vừa rồi là căn nhà phố ngang 5 giờ 20, 3 phòng ngủ, một phòng thờ và có giá bán là 2 tỷ 2, còn bớt lọc. Cô chú anh chị quan tâm hãy alo cho nhà đất Mạnh Hưng nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn quý anh chị và bạn đã theo dõi video nha.